Cụ thể, các doanh nghiệp đều có thể đăng ký mở tuyến mới mà không phụ thuộc vào tuyến đó có trùng trên 70% với tuyến cũ như quy định trước đây. Cạnh đó, sau khi được chấp thuận mở tuyến, doanh nghiệp mới phải thực hiện đầu tư xe thay vì có xe rồi mới được đăng ký mở tuyến như trước đây. Theo quy định mới, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh được giao chấp thuận, công bố tất cả tuyến liên tỉnh. Trước đây, tuyến trên 1.000 km là do Tổng cục Đường bộ công bố. Đây là việc phân quyền sâu xuống địa phương, nhưng các cơ sở phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo để Tổng cục nắm được toàn bộ mạng lưới vận tải trên toàn quốc. Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện vẫn đang xây dựng dự thảo nghị định mới về điều kiện kinh doanh vận tải. Khi đó sẽ có quy định quản lý chặt loại hình xe hợp đồng, du lịch lữ hành.